Xin chào các bạn mầm non tuổi hồng. Hôm nay các bạn có biết là ngày gì không? Ngày gì nào? À, hôm nay là ngày lễ hội mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thế các bạn thấy sân trường của trường mình hôm nay như thế nào? Thấy sân trường mình hôm nay ngoài có hoa còn có cái gì nữa? Đúng rồi, và rất nhiều tiết mục văn nghệ ngày hôm nay để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón tiết mục của các em nhà trẻ với tiết mục múa Gà Kê. Một tràng pháo tay thật lớn cho lớp nhà trẻ.